Trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 11, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Tri Tôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2024-2025. Cuộc thi có 22 dự án sản phẩm của học sinh 16 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tri Tôn tham gia với nhiều đề tài khoa học thuộc các lĩnh vực như robot và máy tính, khoa học xã hội và hành vi, y sinh và khoa học sức khỏe, kỹ thuật môi trường. Đây là những đề tài có tính áp dụng cao trong đời sống hàng ngày do các ý tưởng được đầu tư chất lượng sáng tạo khoa học thông qua các dự án, mô hình quản lý tưới cây từ xa, thiết bị nhặt và phân loại rác thải, thuốc xua đuổi thạch sùng dán ra khỏi bếp, dầu gội từ thiên nhiên, thùng rác tái chế từ chai nhựa, thiết bị cảnh báo lũ, cảnh báo sạt lở, cháy, vân vân. Cuộc thi là dịp để các học sinh thỏa mãn đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Ban tổ chức hội thi sẽ chấm chọn, trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các sản phẩm tốt và chọn những sản phẩm mô hình xuất sắc dự thi cấp tỉnh.